Thưa quý vị, dù biết rằng sẽ bị xử phạt nặng, nhưng nhiều tài xế ô tô, xe khách vẫn đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, nhất là vào giờ cao điểm. Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đăng tải nhiều clip, hình ảnh phản ánh về tình trạng ô tô thản nhiên chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Điều này đã gây cản trở giao thông trong các tình huống khẩn cấp như xe cấp cứu đang vận chuyển bệnh nhân hay lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ. Từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã phát hiện và xử phạt 400 phương tiện lưu thông trong làn dừng khẩn cấp. Các trường hợp vi phạm được cảnh sát giao thông phát hiện trực tiếp hoặc thông qua hệ thống giám Sắc bằng camera trên cao tốc. Theo Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi điều khiển xe chạy ở làng dừng khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.